Thời tiết nắng nóng như đổ lửa trong những ngày qua ở thành phố Đà Nẵng đã khiến nhiều người lao động nơi đây phải gồng mình để mưu sinh. Dưới cái nắng như thiêu như đốt, các công nhân vệ sinh, người buôn bán hàng rong dù đã được trang bị áo dài tay, mũ nón che kín người nhưng ai nấy đều không khỏi kiệt sức, nhiều người giữ gìn sức khỏe bằng cách chọn đi làm trễ hơn và về muộn hơn. Ngày bình thường á, thì mình đi ra 6-1 giờ, bây giờ nắng quá thì mình 1:30, 1 giờ, 2 giờ kém mình ra, vì đường trời quá nắng. Không nắng thì làm đỡ vất vả hơn, mà trời nắng nóng thì rác nhiều là làm cho mình mệt và vất vả hơn nhiều. Trời nắng này thì đi là cũng lo là đường đi đây nắng cũng mệt lắm, đây cũng mệt mà cũng đa đầu đi lắm, do nắng nhiều nè, đó đó rồi bón cũng bị ít á. Đây cái hệ chỗ mua mỏng mót mót á là vô đó ngồi nghỉ xin nước uống. Nhà mua bình thường á là mót á là cô bón nhà được 200 đấy. Mà còn không là ngày có 120 thôi. Nhiều người không chịu nổi đã tìm đến chân cầu, dọc bờ sông, bên bờ hồ để tránh nắng nóng. Theo dự báo, thời tiết nắng nóng sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới, nhiệt độ có thể tiếp tục tăng cao. Đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người lao động trực tiếp dưới nắng sẽ còn nhiều vất vả hơn nữa.